Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi nhận được từ bạn Nguyễn Thị Yến ạ. Câu hỏi như sau, em muốn hỏi chi tiết về cách thức xét tuyển của trường ạ. À, vâng, thì với câu hỏi này thì em xin phép được mời cô Kim Anh tiếp tục trả lời cho bạn Yến ạ. Về cách thức xét tuyển thì có thể nói là có những cái nguyên tắc mà chắc các em theo dõi gần đây trên fanpage của trường, trường cũng đưa ra một số những cái tư vấn để cho các em nắm được những cái nguyên tắc xét tuyển chung trên toàn quốc khi mà chúng ta tham gia trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ nhất đấy là cái nguyên tắc mà sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, đúng không ạ? Cái nguyên tắc thứ hai là xét tuyển đồng thời. Ví dụ như tại Đại học Ngoại ngữ thì cái nguyên tắc xét tuyển đồng thời này nó thể hiện ở hai nội dung. Nội dung thứ nhất đấy là sẽ xét tuyển đồng thời tất cả các nguyện vọng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cần em đủ điểm chuẩn để trúng vào một cái ngành nào đó thì bất kể là em đặt cái nguyện vọng đấy của em là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay nguyện vọng 4 hay là nguyện vọng N, miễn là em trượt những nguyện vọng phía trên và em đủ điểm chuẩn thì kiểu gì em cũng sẽ trúng tuyển. Cái nguyên tắc này nó tạo cái sự công bằng cho tất cả các thí sinh, không phải là xét xong nguyện vọng 1 còn chỉ tiêu thì chúng tôi mới xét đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Thì đấy là cái xét đồng thời tất cả các nguyện vọng. Cái xét tuyển đồng thời tại Đại học Ngoại ngữ nó còn thể hiện ở một cái điểm, đó là một điểm chuẩn duy nhất cho một ngành đào tạo. Chúng ta biết là ví dụ như là em đăng ký vào ngôn ngữ Pháp chất lượng cao thì em có thể đăng ký bằng D01, tổ hợp D01 toán văn ngoại ngữ, toán văn tiếng Anh, đúng không ạ? Hoặc là D03 toán văn và tiếng Pháp, hoặc là D78 là văn khoa học xã hội và tiếng Anh, hoặc là toán khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Thì bốn cái tổ hợp đó em hoàn toàn là có thể đăng ký vào cái chương trình ngôn ngữ Pháp chất lượng cao. Nhưng điểm chuẩn, nếu điểm chuẩn của ngôn ngữ Pháp chất lượng cao là 25 thì có nghĩa là 25 điểm này sẽ là một điểm chuẩn chung cho tất cả các tổ hợp. Thì đấy là cái nguyên tắc xét tuyển đồng thời năm nay của Đại học Ngoại ngữ. Dạ vâng, em xin được cảm ơn cô ạ. Và bây giờ thì xin phép thầy cô và các bạn chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi về xét tuyển đại học, với câu hỏi đầu tiên nhận được trên form đăng ký. Câu hỏi như sau ạ. Em muốn hỏi các thầy cô cụ thể về chi tiết cách xét điểm như thế nào. Và em xin được mời cô Kim Anh chia sẻ về câu hỏi này giúp cho bạn học sinh ạ. Câu hỏi của em thì cũng khá là tương tự với câu hỏi phía trước, tức là cái cách xét điểm. Thì thứ nhất đấy là chúng ta biết là điểm thi Trung học phổ thông của các em thì sẽ được đưa vào cái dữ liệu xét tuyển chung trên cả nước, và các trường đại học sẽ nhận cái dữ liệu đó về để xét. Và như thầy Minh vừa nói thì mặc dù các em đăng ký rất nhiều nguyện vọng nhưng hệ thống sẽ xét. Các trường đại học, các hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào chỉ tiêu, căn cứ vào cái phổ điểm của những thí sinh đăng ký vào đơn vị mình để đưa ra cái mức điểm chuẩn phù hợp cho từng ngành. Và khi cắt ở cái mức điểm chuẩn đấy thì hệ thống họ sẽ cắt đồng loạt, tức là xét tuyển đồng thời đấy. Tức là cứ đạt cái điểm chuẩn đó thì bất kể là em ở nguyện vọng mấy, em cũng sẽ trúng tuyển. Miễn ví dụ em ở nguyện vọng 3, em đăng ký cái ngành đó là nguyện vọng 3 nhưng điều kiện là em phải trượt cái 1, cái 2 thì em sẽ trúng vào cái 3. Đó, thì đấy là cái xét tuyển đồng thời. Và một cái điểm nữa là với Đại học Ngoại ngữ thì như cô vừa chia sẻ, đó là một ngành học các em có thể đăng ký nhiều tổ hợp. Và một cái ngành, ví dụ như là một thí sinh, các em cũng hoàn toàn có thể đăng ký nhiều tổ hợp trong một ngành. Ví dụ như em muốn đăng ký vào khoa Hàn chất lượng cao thì em tự tin ở cái tiếng Anh của mình thì em có thể đăng ký là cái tổ hợp D01 toán văn Anh là nguyện vọng 1 và ngôn ngữ Hàn. Và em cũng có thể dùng toán khoa học tự nhiên và tiếng Anh để đăng ký nguyện vọng 2 vào ngôn ngữ Hàn. Có nghĩa là một ngành học em có thể dùng hai tổ hợp khác nhau để xếp hai cái nguyện vọng khác nhau. Đó, thì đấy là một vài những cái chia sẻ thêm với các em về cái cách thức xét tuyển của trường.